Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Fresh tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10. Vẫn là lạm phát và câu chuyện xoay trục của Fed. Với quyết định can thiệp thị trường trong vài tuần qua từ Ngân hàng Trung ương Nhật và Ngân hàng Anh, tất cả các thị trường đều tự hỏi ai là ngân hàng trung ương tiếp theo thực hiện động thái tương tự. Mời các bạn cùng cập nhật trong video này nhé. Sự chú ý đã hướng về Ngân hàng Trung ương Úc RBA. Mặc dù RBA không đưa ra một quyết định can thiệp thị trường, nhưng họ đã gửi đi một thông điệp đến các thị trường rằng họ sẵn sàng làm chậm tốc độ thắt chặt, nhấn mạnh điều này bằng quyết định tăng lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản thay vì 50 điểm cơ bản như kỳ vọng. Ngoài ra, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan cũng giữ nguyên lãi suất, trong khi các thị trường kỳ vọng mức tăng là 25 điểm cơ bản. Không chỉ vậy, Liên Hợp Quốc tuần trước đã kêu gọi tất cả các ngân hàng trung ương giảm tốc độ tăng lãi suất, nói rằng thế giới sẽ bước vào một cuộc suy thoái có thể lớn hơn thời khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay thời kỳ đại dịch Covid-19 nếu họ tiếp tục. Với tất cả những điều đó, các thị trường đang suy đoán rằng Fed có thể sớm xoay trục. Tuy nhiên, những hy vọng đó đã tan biến khi dữ liệu nonfarm tháng 9 được công bố vào thứ Sáu vừa qua ghi nhận mức gia tăng việc làm mới là 263.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3.5%. Chủ tịch Fed Powell đã liên tục lưu ý rằng Fed sẽ chấp nhận hy sinh tỷ lệ thất nghiệp để giảm lạm phát và có vẻ như việc tăng lãi suất từ 0% lên 3.25% trong những tháng vừa qua vẫn không có nhiều tác động lên thị trường lao động. Do vậy, khả năng Fed sẽ vẫn tiếp tục lộ trình thắt chặt mạnh mẽ của họ, trừ khi lạm phát giảm đột ngột trong các bản dữ liệu sắp tới. Sau đây là các sự kiện đáng chú ý trong tuần mới. Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tháng 9 và niềm tin người tiêu dùng. Vào thứ Năm, các thị trường sẽ có cơ hội để nhìn rõ hơn tình hình lạm phát của Mỹ khi nước này công bố CPI tháng 9. Các kỳ vọng hiện đang là 8.1% hàng năm, giảm từ mức 8.3% trước đó, trong khi chỉ số CPI lõi dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức 6.5% hàng năm từ mức 6.3% của tháng trước. Và thứ Sáu, Hoa Kỳ cũng sẽ công bố chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan sơ bộ cho tháng 10. Thành phần kỳ vọng lạm phát 1 năm dự kiến là 4.7%, trong khi thành phần lạm phát 5 năm dự kiến là 2.7%. Nếu dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, liệu ý định tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tiếp theo của Fed có bị lung lay? Rất khó để trả lời, tuy nhiên, có một điều chắc chắn là thị trường sẽ biến động và mức định giá của thị trường về mức tăng này cũng sẽ thay đổi. Công bố biên bản họp FOMC tháng 9. Biên bản cuộc họp FOMC vào ngày 21 tháng 9 sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này theo giờ Mỹ. Trong cuộc họp đó, Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, đưa lãi suất chuẩn lên mức 3.25%. Ngoài ra, dự phóng lãi suất của Fed thông qua biểu đồ dot plot cũng cho thấy rằng lạm phát sẽ ở mức 5.4% vào cuối năm 2022 và 2.8% vào cuối năm 2023. Fed cũng đã dự đoán lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng lên mức 4.4% vào cuối năm nay và 4.6% vào cuối năm sau. Điều này có nghĩa là họ có thể sẽ tiến hành nâng 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11 và 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12.
họ cũng nhìn thấy tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.8% vào cuối năm 2022 và 4.4% vào cuối năm 2023. Và do đó, với các con số kinh tế hiện tại, Fed sẽ không sớm nghĩ đến việc xoay trục chính sách. Mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp. Tuần này bắt đầu mùa báo cáo thu nhập, sự góp mặt của các tên tuổi lớn nhất trong ngành ngân hàng, bao gồm JP Morgan, Citigroup và Bank of America. Lãi suất tăng đã giúp các ngân hàng kiếm tiền bao nhiêu trong quý 3 và liệu nó có thổi một động lực vào thị trường chứng khoán vốn đang bị rệu rã. Ngoài ra, Delta Airlines sẽ cho thị trường biết được mức độ trả lại bao nhiêu so với trước đại dịch và họ đã xoay sở với chi phí năng lượng tăng cao ra sao. Một số công ty khác cũng công bố báo cáo thu nhập đáng chú ý bao gồm như sau. Về mặt dữ liệu kinh tế, như đã đề cập ở trên, dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ là trọng tâm chính của dữ liệu kinh tế trong tuần này. Tuy nhiên, vẫn có những điểm dữ liệu khác cần được theo dõi. Chúng bao gồm báo cáo lao động và GDP của Vương quốc Anh vào thứ Năm, doanh số bán lẻ từ Mỹ vào thứ Sáu. Lịch kinh tế cụ thể trong tuần như sau. Vào thứ Hai, PMI dịch vụ Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Canada nghỉ lễ. Vào thứ Ba, báo cáo lao động Anh. Vào thứ Tư, GDP Anh, lạm phát PPI của Mỹ, biên bản họp FOMC. Vào thứ Năm, CPI Mỹ. Và cuối cùng là vào thứ Sáu, lạm phát Trung Quốc, bán lẻ Mỹ, báo cáo tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Trên đây là các điểm sự kiện đáng chú ý trong tuần giao dịch mới, mọi người tham khảo để có chiến thuật giao dịch cho phù hợp nhé. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc các bạn sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng Fresh tuần tiếp theo.